Đây món bì của mình rất là thơm ngon lắm luôn các bạn ơi. Cái món bì này á, mình ăn được nhiều món lắm các bạn, như là bánh tằm bì nè, bún bì, cơm tấm sườn bì, rồi bánh mì bì nữa các bạn. Mình làm bì này mình ăn được nhiều món lắm. Mình xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có làm món bì á các bạn. Để làm món bì thì mình có mua ở đây 1 kg thịt nạc đùi nè các bạn, và 400g da heo. Mình mua về rồi mình rửa nước chanh với muối thật là sạch rồi đó các bạn. Phần da heo mình cũng rửa chanh muối rồi mình cạo thật là sạch luôn nha các bạn. Ở đây mình có chuẩn bị tỏi, rồi phần gia vị á, một chút nữa mình ướp rồi mình chia sẻ sau nha. Rồi bây giờ mình đi trần sơ cái thịt nạc đùi này với lại mình luộc cái da heo nha các bạn. Nồi nước lên để mình trần sơ thịt của mình đó các bạn. Bây giờ mình cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê muối nha. Rồi bây giờ nước sôi thì mình sẽ để thịt vô. Rồi thịt này mình trần cũng được 3 phút rồi các bạn ơi. Bây giờ mình vớt ra mình để cho ráo nước nha. Rồi sẵn cái nước này nè các bạn, cái nước luộc thịt này nè. Mình sẽ để da heo vô mình luộc. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cái nước sốt để mình ướp thịt nha các bạn. Mình cho vào đây 1 muỗng canh đường. Một muỗng nhỏ hạt nêm. Một muỗng canh tỏi. Một muỗng rưỡi nước tương các bạn. Thêm một muỗng ăn canh dầu hào nữa các bạn. Và một ít tiêu cho nó thơm. Rồi mình sẽ quậy đều cái gia vị này lên các bạn, cho nó tan được, ướp thịt nó mau thấm hơn nha các bạn. Mình sẽ để thịt vô mình ướp. Mình ướp khoảng 30 phút sau là mình đi khìa được rồi nha các bạn. Cái này mình khìa với nước dừa. Mình chở cho đều xong rồi mình để đây, mình quay qua mình coi coi cái da heo của mình mềm chưa. Mềm thì mình vớt ra luôn nha. Da heo này nãy giờ mình luộc được 25 phút rồi các bạn. Mình mới xăm coi nó mềm chưa. Nó mềm rồi các bạn. Mình xăm rồi mình thấy nó mềm rồi. Bây giờ mình vớt ra luôn nha các bạn. Da heo của mình luộc mới vừa xong, mình gấp ra mình để vào cái thau nước đá liền như vậy nè các bạn. Mình làm sẵn thau nước đá rồi, từ trong cái nồi mình gấp ra mình để vô trong thau nước đá như vậy nè các bạn, cho cái da heo của mình nó trắng với lại nó ngon hơn ha. Rồi mình để đây nguội nguội chút mình gấp ra. Thịt của mình ướp nãy giờ thời gian cũng 30 phút rồi các bạn ơi. Bây giờ mình đem ra mình khìa thịt. Chảo mình cũng nóng rồi các bạn ơi. Bây giờ mình cho dầu ăn vào nha. Cho hơi nhiều dầu ăn chút các bạn. Để mình phi luôn cái tỏi cho nó vàng, để khi mình là sắc bì xong đó, mình sẽ ướp cái tỏi này vô trong cái bì của mình cho nó thơm. Đây cái chén tỏi hồi nãy còn bao nhiêu nè các bạn. Bây giờ mình sẽ phi. Mình phi cho nó vàng. Rồi một chút nữa mình lấy cái chảo này nè các bạn. Rồi mình xịa thịt luôn cho nó thơm. Rồi tỏi của mình vừa vàng như vậy nè các bạn. Thì mình tắt lửa đi các bạn, để mình thấy nó vàng nhiều đó, một chút nữa tỏi của mình sẽ bị đắng nha. Chút nữa nó sẽ vàng thêm nữa. Rồi
chén đó các bạn. Múc ra chén này nè các bạn. Khi mình sắc bì xong đó, mình sẽ trộn cái tỏi khuyên này vô trong bì mình, nó thơm lắm các bạn. Rồi còn phần bao nhiêu chừa lại để mình chiên sơ thịt nha, cho nó thơm. Rồi mình sẽ chừa cái phần tỏi bao nhiêu nè các bạn. Mình sẽ để thịt vô mình chiên sơ lại cho miếng thịt của mình nó thơm nha. Rồi bây giờ thịt mình thấm tỏi phi thơm rồi các bạn. Mình cho cái phần nước ướp hồi nãy vô luôn nha. Rồi mình sẽ tiếp, mình cho thấm cái nước ướp thịt này vô trong cái phần thịt này chút xíu đi các bạn. Rồi mình mới chế nó vừa vào nha. Rồi bây giờ cái mình thấy thịt của mình nó săn đều hết rồi các bạn. Cái thao ướp thịt hồi nãy nè các bạn, mình chán nó vừa vô trong cái thao thịt này nè, cái thao ít thịt đó các bạn, chán đều rồi mình cho vào trong cái chảo này luôn. Mình cho nước dừa vô trong cái chảo thịt này rồi mình để đây, mình cho nước dừa nó rút vô trong cái thịt để cho thịt của mình nó ngọt á các bạn. Chút xíu nữa mình sẽ thêm vô cái nước lọc của mình bình thường á các bạn, chứ mình khi nước dừa không nó cũng không có ngon nữa các bạn. Phải thêm nha các bạn. Bây giờ mình quay qua mình sẽ đi ăn thính nha. Gạo này mình vo 2-3 nước cho nó thật là sạch đi các bạn. Rồi mình ngâm khoảng 20 phút. Để khi mà mình gan lên đó, rồi mình xay á các bạn. Mình xay, mình để cho máy xay tiêu á, mình xay cho nó dễ mịn hơn ha, nó dễ xay hơn. Trong cái thao này là 100g gạo nha các bạn. Gạo, phần gạo này mình để cho gỗ gáo nước rồi mình đem qua mình rang gạo để mình làm thính nha các bạn. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho gạo vô để mình rang làm thính nha các bạn. Mình đảo đều cho gạo của mình nó vàng đều nha các bạn. Mình rang gạo để làm thính có cái màu vàng như vậy là đẹp rồi nè các bạn, mà thơm nữa. Các bạn đừng có để vàng quá nha, vàng nhiều quá cái làm cho khi mình ướp thịt đó làm cho thịt bì của mình nó bị đắng á các bạn. Gạo của mình rang nãy giờ mình để đây nguội rồi các bạn ơi. Bây giờ mình đem đi mình xay để mình làm thính, mình cho vào cái cối xay tiêu á các bạn. Đây mình mới xay thính xong rồi các bạn ơi. Đó, mình làm 100g gạo, nếu như nữa mình ướp vô trong bì của mình á, dư á thì mình để đó đây các bạn. Dư thì nó dễ, sợ nó thiếu thì nó khó thôi. Rất là thơm mà mịn luôn nữa các bạn. Cái màu nó rất là đẹp luôn nè các bạn. Thơm quá chừng luôn nè. Này làm bì ăn là món bì của mình là rất là hấp dẫn luôn đó. Rồi bây giờ cạn rồi mình sẽ tắt lửa. Mình tắt lửa mình để thịt nguội mới sắc nha các bạn. Trong lúc chờ đợi thịt nguội á thì mình qua mình sắc bì nha. Da heo của mình á nó còn dính mỡ trong cái da heo này các bạn. Bây giờ mình lặn mấy cái mỡ mình bỏ đi nha các bạn. Mình lặn cái mỡ ra mình bỏ. Giảm ăn mỡ các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sắc bì luôn nha các bạn. Cái miếng da heo như vậy nè các bạn. Mình sắc cho thật là mỏng á. Trước khi sắc da heo mình rửa tay thật là sạch rồi nha các bạn. Chứ mèo mà tay khó sắc lắm các bạn ơi, sắc lâu lắm.
với lại da heo á, các bạn luộc cho nó hơi hơi mềm một xíu đi, hơi mềm là mình sắc nó dễ lắm các bạn. Mới vừa sắc bì xong đi các bạn ơi. Rồi kế tiếp mình sẽ đi sắc thịt khìa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sắc thịt nha các bạn. Mình sắc cũng như vừa vừa như vậy nè các bạn. Chút nữa mình sẽ thái sợi lại. Rồi mình sắc miếng lớn như nè các bạn. Rồi mình sẽ sắc sợi lại nha. Rồi sắc xong luôn rồi các bạn ơi. Đây một gia vị của mình rất là thơm ngon luôn các bạn. Chút nữa trộn thính vô nữa là hấp dẫn lắm luôn nè các bạn. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo nước thịt khìa còn dư lại nè các bạn. Mình để cho nó nóng lên xíu đi. Mình cho cái dĩa thịt sắc sợi nè các bạn. Mình cho vào. Mình xào lại cho nó thấm đều gia vị lại nha các bạn. Rồi mình nêm. Mình nêm lại nữa nha. Rồi đây, bây giờ nó nóng rồi. Cho nó rút rút xuống một xíu đi các bạn. Rồi, bây giờ nóng rồi. Mình cho cái thịt này vô mình xào cho nó thơm. Cho thịt của mình nó thấm đều gia vị rồi nó thơm nha các bạn. Cái nước còn lại trong cái chảo này thơm lắm nè các bạn. Rồi bây giờ mình nêm vào đây một ít muối thôi các bạn. Xíu thôi các bạn. Mình cho vào đây một ít đường nữa. Muỗng cà phê nhỏ thôi các bạn, muỗng nhỏ này. Mình xào đều lên cho nó thấm. Rồi mình xào cho thấm gia vị rồi mình tắt lửa. Mình tắt cái bếp đi rồi mình để đây cho nó nguội xíu nữa mình sẽ trộn thính vào nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn thính vô trong cái da heo trước nha các bạn. Cho thấm vào. Thấm này rất là thơm luôn các bạn ơi. Mình làm thấm ở nhà thơm lắm các bạn. Mình trộn đều. Mình cho tỏi phi vào đây cho nó thơm, nó thấm nó thơm lắm các bạn. Trộn đều lên. Rồi kế tiếp mình sẽ trộn thấm vô trong cái thịt khìa. Cho vào đây 3 muỗng thính như vậy nè các bạn. Rồi mình cho hết cái tỏi phi này vô trong cái thịt khìa này của mình nha các bạn. Để cho thịt khìa nó thơm. Khi mà mình ăn nó rất là thơm luôn các bạn. Cái bì của mình thơm lắm luôn á. Rồi mình trộn thính với lại tỏi phi á đều hết rồi đó các bạn. Giờ mình cho qua cái thao phì này, cái thao da heo. Rồi mình trộn lên cho nó đều với nhau, da heo với lại thịt khìa nè, nó đều với nhau các bạn. Rồi các bạn nếu như mà các bạn thấy thính chưa có thơm á thì mình để thính thêm nha. Rồi mình cho thêm thính hết cái chén thính này vô luôn các bạn ơi. Mình thấy nó hơi thiếu thiếu thính nè các bạn. Rồi vậy là mình cho hết thính vào đây cho nó thơm các bạn ơi. Nó hơi thiếu thính rồi. Mình cho hết cái chén thính hồi nãy rồi đó các bạn. Cho hết vô đây luôn nè. Các bạn ăn thử nếu như thiếu ngọt đó, thì các bạn thêm đường vô luôn. Rồi thiếu mặn thì thêm muối. Tùy theo các bạn nêm theo khẩu vị của mình nha. Mỗi gia đình ăn cái khẩu vị khác nhau á các bạn.
mình trộn đều lên các bạn, để cho nó thấm gia vị trong cái bì của mình được thơm ngon hơn ha. Như vậy là xong rồi đó các bạn. Món bì này á, mình ăn được nhiều, mình làm mình ăn được nhiều món lắm các bạn, như cơm tấm bì nè, rồi bún bì, bánh mì bì nữa các bạn, bánh tầm bì, được nhiều món rất là hấp dẫn luôn, thơm cái mùi rất là hấp dẫn nè các bạn. Mình ăn thử cũng vừa ăn lắm rồi. Rồi tới đây mình xin kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Mình chúc các bạn làm món bì thật là ngon cho gia đình của mình dùng nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video kỳ sau.